Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Tiền Giang. Hôm nay em xin mời quý vị khán giả mình tham khảo một sản phẩm là đất nền mặt tiền đường tỉnh. Đường tỉnh này là đường tỉnh 877 thuộc xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nền đất của mình cách Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy 40m. Nơi em đang đứng đây là trước cửa Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy, và đây là đường tỉnh 877B, cách quốc lộ 50 khoảng 1 km. Đường tỉnh 877B của mình có mặt nhựa khoảng 10m, nhựa 10m, mới vừa được tân trang cái lộ lại. Còn đây là em đã tới cái vị trí đất của mình ha. Ở trước đất của mình á, bên kia lộ là một cái vườn dừa. Một cái vườn dừa thì ở xung quanh đây là hai bên là đã có nhà dân người ta ở hết ha. Còn đối diện thì là một cái vườn dừa, còn sau lưng thì cũng là nhà của người dân luôn. Đất của mình thì nó khuôn viên nó nằm ở trong cái màn hình của em hết, em đang quay đây ha. Diện tích của mình là ngang 6, dài 30, có 100m thổ cư. Đây thì cái sổ hồng em đang cầm trên tay đây. Em sẽ quay cho quý anh chị mình xem luôn ha. Sổ đây là đất là thổ cư, mặt tiền nhựa đường tỉnh, chính chủ. Đây là ấp An Quế, xã An Thạnh Thủy ha. Thửa đất của mình là 177,3m² và có 100m thổ cư. Còn đây là cái sơ đồ. Đây là cái sơ đồ hình đất của mình ha. Em xin nhắc lại, đây là đất nền ngang 6, dài 30, có 100 thổ cư thuộc ấp An Quế, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và trên đất của mình thì là đất trống, đất chính chủ. Em chính chủ luôn cho nên quý anh chị mình yên tâm nha. Sổ hồng em cũng đang cầm trên tay đây luôn. Thì cái giá cho cái sản phẩm này là 1.600.000.000 đồng, thương lượng nhẹ. Và em sẽ bao giấy tờ cho quý anh chị mình luôn. Từ đây mình ra quốc lộ 50 là khoảng 1 km, và đi vào tới trước màn hình của em là mình đi thêm 400m nữa là mình sẽ tới chợ xã Bình Ninh. Ở đây mình cách cái trường học của xã An Thạnh Thủy và trường học của xã Bình Ninh thì cũng khoảng 1 cây số. Ở đây mình sát với ủy ban nha, sát với ủy ban xã An Thạnh Thủy. Rồi có ở đây thì em thấy kinh tế phát triển rất là cái mật độ phát triển kinh tế thì nó rất là cao, nhà cửa thì san sát, quán xá thì rất là đông và rất là nhiều cái dịch vụ ở bán kính là 2 km là có đủ hết ha. Ở trước đó của mình thì có một cái vườn dừa rất là mát mẻ. Còn đây là cái đường nhựa đường tỉnh 877, nhựa 10m. Quý anh chị nào quan tâm sản phẩm mình vui lòng comment cho em để em gửi thêm thông tin cho quý anh chị mình xem nha. Đất em chính chủ cho nên là quý anh chị mình yên tâm. Mọi comment và thắc mắc của quý anh chị vui lòng comment em bên dưới, em sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Đến đây thì em xin kết thúc video và xin kính chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe và lựa chọn được nhiều sản phẩm đầu tư ưng ý từ bên kênh Bất Động Sản Tiềm Năng của em. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở video lần sau ạ.